chào các bạn. Hôm trước cô trò chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu về danh từ và chúng ta đều biết rằng danh từ là những từ để dùng để chỉ sự vật, hiện tượng, khái niệm. Và khi mà hoạt động trong câu thì danh từ có thể kết hợp với các từ ở phía trước và phía sau để tạo thành các cụm. Vậy các cụm đó được gọi là gì và chúng có chức năng ngữ pháp như thế nào? Thì hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thông qua bài học cụm danh từ. Các bạn mở vở ghi bài và mở cho cô sách giáo khoa trang 116. Chúng ta sẽ vào phần một la mã cụm danh từ làm gì. Một la mã cụm danh từ là gì? Cụm danh từ là gì? Là gì? Để tìm hiểu xem cụm danh từ là gì thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau xét cái ví dụ ở trong sách giáo khoa trang 116 một nhau. Ví dụ trong sách giáo khoa trang 116. Các bạn và cô hãy cùng đọc to cái ví dụ này lên. Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa gì cho những từ nào? Ngày xưa có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển. À, rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhận xét xem là những cái từ in đậm đó bổ sung ý nghĩa cho từ nào. Nhận xét. Nào, chúng ta cùng chép cái ví dụ đó ra. Ngày xưa có hai vợ chồng ông lão đánh cá. Ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển. Ở với nhau trên bờ biển. Nào, chúng ta thấy các từ in đậm ở đây là từ xưa này, từ hai này, rồi thì ông lão đánh cá này, ông lão đánh cá một này, một, và cuối cùng đó là nát trên bờ biển. Nào, bây giờ các bạn hãy cho cô biết từ xưa này nó bổ sung ý nghĩa cho từ nào đây? À, chúng ta thấy rằng cái từ xưa này nó bổ sung ý nghĩa cho từ ngày. Từ hai này nó bổ sung ý nghĩa cho cụm đó là hai vợ chồng. Và từ ông lão đánh cá thì nó bổ sung cái ý nghĩa về gì nhỉ? À, nó bổ sung cho chúng ta biết là cái nghề nghiệp của cái vợ chồng này là gì, đúng không nào? Rồi thì trong một túp lều nát trên bờ biển thì chúng ta thấy từ một nó bổ sung về cái số lượng cho cái từ túp lều. Và tiếp theo đó là từ nát trên bờ biển thì chúng ta thấy là cụm nát trên bờ biển thì cái từ nát này nó cho chúng ta biết là đặc điểm của túp lều này như thế nào. Còn trên bờ biển thì bổ sung cho chúng ta thấy rằng cái túp lều này nó ở vị trí nào. À, thế bây giờ các bạn hãy cho cô biết các từ ngày này, vợ chồng này, rồi thì túp lều thuộc từ loại nào. Thì chúng ta sẽ thấy rằng các từ này, các từ ngày này, ngày này, vợ chồng này, vợ chồng này, rồi thì túp lều, túp lều ở đây đều thuộc danh từ, đều là danh từ, đều là danh từ, đều là danh từ. Và những danh từ này có thể kết hợp với những cái phần ở phía trước, những cái phần ở phía sau để tạo nên một cụm danh từ. Như vậy cụm danh từ ở đây là gì? À, chúng ta sẽ thấy rằng cụm danh từ là tổ hợp từ do danh từ và những cái từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Như vậy các bạn có thể ghi cho cô cái kết luận. Kết luận đó là cụm danh từ, cụm danh từ, danh từ là tổ hợp từ, là loại tổ hợp từ, là loại tổ hợp từ, hợp từ, hợp từ do danh từ, danh từ
và các từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành, và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành thuộc nó tạo thành phụ thuộc nó tạo thành rồi. Và bây giờ các cô lại có một ví dụ nữa cho các bạn nè. Các bạn chú ý cho cô một cái ví dụ này. Cô viết tắt từ ví dụ. Các bạn hãy so sánh cho cô các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ. Thứ nhất đó là túp lều. Túp lều. Bạn hãy so sánh cho cô nghĩa của từ túp lều này với một túp lều. Một túp lều. Một túp lều. Rồi thì một túp lều nát. Một túp lều nát. Một túp lều nát. Rồi thì một túp lều nát bên bờ biển. Một túp lều nát. Một túp lều nát. Lều nát trên bờ biển. Một túp lều nát trên bờ biển. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây đó là gì? À, so với túp lều thì cái một túp lều này nó bổ sung cho chúng ta ý nghĩa về số lượng, thêm cho chúng ta ý nghĩa về số lượng. Ở đây là chỉ có một cái túp lều thôi đúng không nào? Nào, một túp lều nát thì ở đây một là nó biểu cho chúng ta ý nghĩa về số lượng. Thứ hai là nó cho chúng ta thấy được cái đặc điểm của cái túp lều đó. Đặc điểm đó là cái túp lều này đã sao? Đã rất là rách nát tồi tàn đúng không nào? Ở cụm một túp lều nát trên bờ biển thì chúng ta thấy từ một ở đây cũng bổ sung cho chúng ta về số lượng. Ngoài bổ sung cho chúng ta về số lượng thì chúng ta thấy cụm cái từ nát trên bờ biển, cụm nát trên bờ biển này bổ sung cho chúng ta về cái gì nhỉ? À, về đặc điểm này. Đặc điểm. Và ngoài ra trên bờ biển còn bổ sung cho chúng ta về cái gì? À, bổ sung cho chúng ta về cái vị trí. Vị trí. Về cái vị trí của cái túp lều nát đấy. Nào, thế thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của danh từ như thế nào? À, chúng ta sẽ thấy rằng nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của danh từ thì nó sẽ đầy đủ hơn. Và cái cấu tạo của cụm danh từ so với danh từ là sao? Nó sẽ phức tạp hơn đúng không nào? Như vậy từ đây các bạn ghi cho cô một cái nhận xét. Đó là nghĩa của cụm danh từ. Nghĩa của cụm danh từ. Nghĩa của cụm danh từ. Cụm danh từ. Nghĩa của cụm danh từ thì đầy đủ hơn. Thì đầy đủ hơn. Đầy đủ hơn danh từ. Danh từ. Và thứ hai đó là cấu tạo của cụm danh từ. Cấu tạo của cụm danh từ. Danh từ thì phức tạp hơn. Thì phức tạp hơn. Thì cũng phức tạp hơn danh từ. À, chúng ta sẽ thấy rằng cấu tạo của các cụm danh từ càng phức tạp thì ý nghĩa của nó càng sao? À, càng đầy đủ đúng không nào? Bây giờ cô lại có một cái ví dụ tiếp theo cho các bạn. Ví dụ ở đây cô có các câu sau. Đó là câu bạn ấy học rất giỏi. A này, bạn ấy học rất giỏi. Bạn ấy học rất giỏi. Bạn ấy học rất giỏi. Câu B này, đó là người học giỏi nhất lớp là bạn ấy. Người học giỏi. Người học giỏi nhất lớp là bạn ấy. Người học giỏi nhất lớp là bạn ấy. Và câu C đó là chúng ta cần học hỏi bạn ấy. Chúng ta cần học hỏi bạn ấy. Chúng ta cần học hỏi bạn ấy.
Chúng ta cần học hỏi bạn ấy. Được chưa nào? À, ở đây cô chỉ xét một cái cụm danh từ, đó là cụm danh từ bạn ấy, được chưa nào? Nào, thế bây giờ cái cụm danh từ bạn ấy. Nào, cụm danh từ bạn ấy này, nó sẽ đóng vai trò làm gì trong câu bạn ấy học giỏi nhất lớp? Thì chúng ta thấy rằng trong câu bạn ấy học giỏi nhất lớp thì cụm danh từ ở đây đóng vai trò làm chủ ngữ ở trong câu. Và tiếp theo này, ở trong câu người học giỏi nhất lớp, người học giỏi nhất lớp là bạn ấy, chúng ta cũng có cái cụm danh từ là cụm danh từ bạn ấy. Vậy thì cái cụm danh từ bạn ấy này đóng vai trò gì ở trong câu? Phân tích cấu trúc cho cô nào. Người học giỏi nhất lớp là chủ ngữ và bạn ấy là vị ngữ. Như vậy bạn ấy đóng vai trò là vị ngữ trong câu, và khi đóng vai trò làm vị ngữ trong câu thì có từ gì đấy? À, từ là đứng ở vị trí đầu đằng trước đúng không nào? Chúng ta cần học hỏi bạn ấy. Nào, chủ ngữ ở đâu? Chủ ngữ của chúng ta đó là từ chúng ta này. Cần học hỏi bạn ấy là vị ngữ đúng không nào? Cần học hỏi bạn ấy là vị ngữ. Và chúng ta thấy cái cụm bạn ấy nó bổ sung ý nghĩa cho động từ học hỏi, tức là nó đóng vai trò làm phụ ngữ ở trong câu, phụ ngữ bổ sung ý nghĩa cho động từ. Thế bây giờ các bạn nhắc lại cho cô cái chức năng ngữ pháp của danh từ thì chúng ta thấy là gì? À, danh từ có thể làm chủ ngữ ở trong câu, danh từ có thể làm vị ngữ ở trong câu, và khi làm vị ngữ thì nó phải đứng sau từ là. Ngoài ra thì danh từ có thể làm cái phụ ngữ cho động từ và cho tính từ. Như vậy chúng ta thấy chức năng ngữ pháp của cụm danh từ như thế nào đây? À, chúng ta thấy rằng cái chức năng ngữ pháp của cụm danh từ thì hoàn toàn giống với chức năng ngữ pháp của danh từ. Như vậy các bạn có thể rút ra cho cô một cái nhận xét tiếp theo, đó là chức năng ngữ pháp của danh từ, của cụm danh từ, chức năng ngữ pháp của cụm danh từ, thì giống với danh từ, à. Như vậy cô trò chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu xong phần một La Mã. Chúng ta đã biết danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ và các từ phụ thuộc nó tạo thành. Thứ hai đó là gì nhỉ? À, đó là nghĩa các cụm danh từ thì có nghĩa đầy đủ và cái cấu tạo phức tạp hơn so với danh từ. Và thứ ba đó là về chức năng ngữ pháp thì của cụm danh từ thì nó giống y hệt với chức năng ngữ pháp của danh từ. Chúng ta sẽ vào phần hai La Mã cấu tạo của cụm danh từ. Hai La Mã cấu tạo của cụm danh từ. Hai La Mã cấu tạo của cụm danh từ. Để tìm hiểu về cấu tạo của cụm danh từ thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau xét ví dụ ở trong sách giáo khoa. Một nhỏ. Ví dụ sách giáo khoa trang 117. Nào, các bạn hãy chú ý cho cô vào trong sách giáo khoa trang 117. Vua sai ban cho làng ấy 3 thúng gạo nếp với 3 con trâu đực. Ra lệnh phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội. Nào, các bạn hãy xác định cho cô các cụm danh từ trong này. Nào, chúng ta cùng nhau xác định cho cô các cụm danh từ. Cụm danh từ thứ nhất ở đây là gì nhỉ? À, 3 thúng gạo nếp. 3 thúng gạo nếp. 3 thúng gạo nếp. Cụm thứ hai đó là 3 con trâu đực. 3 con trâu đực. 3 con trâu đực. Cụm thứ ba đó là 3 con trâu ấy. 3 con trâu ấy. 3 con trâu ấy. Cụm tiếp theo đó là 9 con. 9 con. Tiếp theo đó là năm sau. 5 sau. Và cuối cùng đó là cả làng.
cả là. Thì bây giờ các bạn hãy nhìn vào trong những cái cụm danh từ này và xác định cho cô cái danh từ chính ở đây là gì. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cụm đầu tiên ba thúng gạo nếp thì cái danh từ trung tâm của chúng ta ở đây đó là thúng gạo này. Ở cụm tiếp theo là ba con trâu đực thì cụm thì danh từ trung tâm của chúng ta là con trâu, và cụm thứ ba đó là ba con trâu ấy thì danh từ của chúng ta cũng là con trâu. Cụm tiếp theo là 9 con thì danh từ là con, năm sau thì danh từ là năm, và cuối cùng cả làng thì danh từ là làng. Như vậy chúng ta nhận xét cho cô là danh từ sẽ đứng ở vị trí nào trong cụm danh từ? À, nó sẽ là đứng ở vị trí giữa trung tâm, đúng không nào? Như vậy từ đây suy ra cho cô thì danh từ đứng ở vị trí trung tâm, đứng ở cái vị trí trung tâm trong cụm danh từ, trong cụm danh từ. Và chúng ta thấy rằng ví dụ như đối với các danh từ như con trâu chẳng hạn, nó là một từ ghép, thì chúng ta sẽ thấy là ở phần phía trước của thì chúng ta thấy các từ như là thúng này, con này, con ở đây nó chỉ về cái gì nhỉ? À, nó chỉ cho chúng ta về cái số lượng, đúng không nào? Chỉ cho chúng ta cái thúng này chỉ cho chúng ta số lượng hoặc là khái quát về cái loại thể, đúng không nào? Danh từ một đó là trước thì nó chỉ có hai loại, đó là chỉ về số lượng này, số lượng và khái quát loại thể, khái quát loại thể, quát loại thể, loại thể. Và thứ hai đó là các danh từ như gạo, trâu này, ở gạo này, trâu này, làng này, ở phía sau thì nó sẽ làm gì đây? À, nó chỉ cho chúng ta một cái đối tượng cụ thể, chỉ cho chúng ta chỉ cái đối tượng cụ thể, chỉ đối tượng cụ thể, tượng cụ thể. Tiếp này, ở phần phía trước của danh từ hay còn được gọi là cái phần phụ trước của danh từ thì nó cho chúng ta cái gì đây? À, nó cho chúng ta thấy cái gì? À, nó cho chúng ta thấy bổ sung cho danh từ ý nghĩa về số lượng, đúng không nào? Như vậy, chúng ta tiếp cho cô một nữa. Đó là phần phía trước. Phần trước hay cả phần phụ trước. Phần phụ trước hay là cái phần phụ trước thì nó sẽ bổ sung cho danh từ về số lượng, thì bổ sung ý nghĩa về số lượng, bổ sung ý nghĩa về số lượng, về số này, lượng cho danh từ, số lượng cho danh từ. Nào, và chúng ta cho cô biết này, các từ 3 ở đây, 3 này, 9 thì nó cho số lượng ở đây là số lượng như thế nào? À, số lượng ở đây là một cái số lượng rất là chính xác, đúng không nào? Còn cái từ cả này, số lượng của nó mang tính chất gì? À, mang tính chất ước chừng. Như vậy chúng ta thấy ở đây, thứ nhất là nó cho chúng ta cái số lượng chính xác. Số lượng chính xác. Chính xác là 3 này, 9 này. Và tiếp theo đó là cho chúng ta cái lượng ước chừng. Lượng ước chừng. Ở đây là cả. À, và chúng ta thấy cái từ cả ở đây đúng không? Nó mang cho chúng ta ý nghĩa gì? À, ý nghĩa ở đây là chỉ toàn thể, đúng không nào? Chỉ toàn thể. Toàn thể. Được chưa? Chỉ toàn thể. Rồi, và tiếp theo này, các bạn hãy cho cô biết là phía sau của danh từ thì nó bổ sung ý nghĩa gì cho danh từ. Ví dụ như là từ nếp này, từ đực này thì nó bổ sung gì nhỉ? À, nó bổ sung cho danh từ về các đặc điểm và tính chất, đúng không nào? Như vậy, ở phần phía sau, phần sau hay là phần phụ sau nó sẽ bổ sung cho danh từ
Thứ nhất là bổ sung cho danh từ về cái đặc điểm. Thứ nhất là bổ sung về đặc điểm. Sung về đặc điểm. Về cái đặc điểm. Đặc điểm như là nếp này. Nếp này. Đực này. Và ngoài ra với cái từ ấy này, nó còn bổ sung cho danh từ ý nghĩa về vị trí của sự vật trong không gian và thời gian. Bổ sung cái vị trí của sự vật trong không gian và thời gian, không gian và thời gian, trong không gian và thời gian. Như vậy, từ việc phân tích những cái cụm danh từ ở trên, chúng ta có thể xác định được cụm danh từ gồm có mấy phần. Cụm danh từ của chúng ta gồm có 3 phần. Thứ nhất là phần trung tâm, phần thứ hai là phần phụ trước và phần thứ ba là phần phụ sau. Như vậy các bạn có thể ghi cho cô cái kết luận. Ba nhỏ, kết luận. Kết luận. Đó là cụm danh từ. Cụm danh từ. Cụm danh từ thì gồm có 3 phần. Gồm 3 phần. Gồm 3 phần. Đó là phần phụ trước. Phần phụ trước. Phần phụ trước này. Phần phụ sau. Phần phụ sau. Phần phụ sau và phần trung tâm. Phần trung tâm. Như các bạn nhìn vào đây cho cô này, đối với các danh từ, với cụm danh từ như ba thúng gạo nếp hoặc ba con trâu đực hoặc là ba con trâu ấy thì chúng ta thấy đầy đủ cả ba bộ phận là phần phụ trước, phần phụ sau và phần trung tâm. Nhưng ở các cụm như chín con này, năm sau này, cả làng thì chúng ta thấy ở cụm chín con chúng ta thiếu mất phần gì? Thiếu mất phần phụ sau, hoặc là năm sau thì chúng ta lại thiếu mất phần phụ trước, hoặc là cả làng thì chúng ta thấy rằng thiếu mất cái phụ phần phụ sau, đúng không nào? Như vậy các bạn có thể ghi thêm cho cô một cái lưu ý, đó là gì? Trong cụm danh từ thì chúng ta cái phần phụ trước và phần phụ sau thì không nhất thiết cần phải có, đúng không nào? Chúng ta thấy rằng lưu ý đó là phần phụ trước, phần phụ trước và phần phụ sau, phần phụ sau không nhất thiết, không nhất thiết, nhất thiết phải có đồng thời. Không nhất thiết phải có đồng thời. Tức là gì nhỉ? Tức là có cụm danh từ có thể thiếu phần phụ sau, có cụm danh từ có thể thiếu phần phụ trước, đúng không nào? Và từ cái kết luận như thế này thì cô trò chúng mình sẽ có một cái mô hình về cụm danh từ. Nào, mô hình về cụm danh từ. Mô hình cụm danh từ. Cụm danh từ. Mô hình về cụm danh từ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng mô hình đó gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là phần trung tâm này. Trung tâm. Phần trung tâm thì chắc chắn nó phải là một danh từ, nó phải là danh từ. Ở phần tiếp theo đó là phần phụ trước. Phần phụ trước. Phần phụ trước. Và cuối cùng đó là phần phụ sau. Phần phụ sau. Phần phụ sau. Phần phụ trước và phần phụ sau. Phần phụ trước và phần phụ sau. Và trong phần phụ trước thì nó sẽ chia làm mấy loại đây? Chúng ta thấy rằng trong phần phụ trước nó sẽ chia làm hai loại, đúng không nào? Phần phụ trước thứ nhất và phần phụ trước thứ hai. Và trong phần trung tâm thì chúng ta thấy phần trung tâm cũng được chia làm mấy loại? Hai loại, một phần là chỉ số lượng khái quát, loại thể, còn một cái là chỉ đối tượng cụ thể, đúng không nào? Phần trung tâm thứ nhất, phần trung tâm 1
và trung tâm 2. Và cuối cùng, phần phụ sau cũng được chia làm hai loại, đó là bổ sung về đặc điểm và bổ sung về vị trí của sự vật trong không gian và thời gian. Sau 1, sau 2, đúng chưa nào? Rồi, như vậy, bây giờ chúng ta thấy rằng cái phần phụ trước thứ nhất thì bao giờ nó cũng cho chúng ta cái số lượng chính xác về cái sự vật đó, tức là hoặc là nó chỉ cho chúng ta về cái lượng, lượng ở đây là chỉ các lượng toàn tập thể này, các nhóm tập thể này và các lượng ước chừng này. Ngoài ra thì cái phần phụ trước thứ hai thì bao giờ nó cũng cho chúng ta cái lượng, và lượng ở đây là chỉ toàn thể. Tiếp này, phần trung tâm thứ nhất thì bao giờ nó cũng cho chúng ta cái số lượng này, cái sự khái quát về loại thể này. Còn phần trung tâm thứ hai thì bao giờ nó cũng chỉ về đối tượng cụ thể. Phần phụ sau thứ nhất thì bao giờ nó cũng bổ sung cho chúng ta về cái đặc điểm. Và phần phụ sau thứ hai thì bao giờ nó cũng bổ sung cho chúng ta cái vị trí của sự vật trong không gian và thời gian. Với những cái khái niệm như thế thì bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau điền cái cụm danh từ này vào cái mô hình cụm danh từ ở đây. Đầu tiên đó là cụm 3 thùng gạo nếp, đúng không nào? Từ 3 thì cho chúng ta số lượng gì nhỉ? À, cho chúng ta số lượng chính xác nên chúng ta sẽ điền vào phần phụ trước thứ nhất. 3 này, từ thúng ở đây là chỉ cho ta cái lượng ước chừng, đúng không? Danh từ chỉ số lượng ước chừng. Như vậy, từ thúng sẽ điền vào phần trung tâm thứ nhất. Tiếp theo này, từ gạo là danh từ chỉ đối tượng cụ thể, điền vào phần trung tâm thứ hai. Và từ nếp là chỉ cái gì đấy? À, từ nếp là chỉ đặc điểm của cái danh từ này, cho nên là điền vào phần phụ sau thứ nhất. Nào, tiếp theo này, đối với cụm thứ hai, ba con trâu đực thì cũng tương tự như vậy. Từ 3 chỉ số lượng chính xác này. Tiếp theo này, con khái quát loại thể, và trâu ở đây là đối tượng cụ thể. Cuối cùng, đực là chỉ đặc điểm. Với cụm tiếp theo là ba con trâu ấy thì chúng ta thấy từ 3 vẫn tương tự như vậy này. Con cũng tương tự như vậy này, trâu cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, từ ấy nó lại xác định vị trí của sự vật trong không gian và thời gian, cho nên cái từ ấy phải thuộc phần phụ sau thứ hai. Tiếp này, đối với từ chín con, đối với cụm chín con thì chúng ta thấy phần phụ trước của nó chỉ số lượng cụ thể là 9, cho nên điền vào phần phụ trước thứ nhất. Con thì điền vào phần trung tâm 1. Được chưa? Rồi, tiếp này. Tiếp đó là gì? Đó là năm sau. Năm ở đây thì chúng ta thấy nó chỉ một cái đối tượng cụ thể, đúng không? Năm. Và từ sau là xác định cái vị trí của nó trong không gian và thời gian nên điền vào đây. Tiếp này, còn cái cả là thì chúng ta thấy cái từ cả ở đây nó chỉ lượng toàn thể, và khi chỉ lượng toàn thể thì nó sẽ thuộc phần phụ trước thứ nhất, cho nên mình sẽ điền phụ trước thứ hai, cho nên mình sẽ điền vào đây. Và tiếp theo đó là từ làng thì nó chỉ đối tượng cụ thể, cho nên mình điền vào đây, đúng không nào? Ngoài ra, cô cũng cho các bạn một cái cụm danh từ nữa, đó là cụm tất cả các em học sinh ấy. Tất cả những em học sinh chăm ngoan ấy, chăm ngoan, tất cả những em học sinh chăm ngoan ấy, thì chúng ta thấy đây là một cụm danh từ. Cụm danh từ ở đây nó có từ tất cả là chỉ toàn thể, cho nên mình sẽ điền vào phần phụ trước thứ hai, tất cả. Còn từ những này nó chỉ tập hợp, cho nên là mình sẽ điền vào phần phụ trước thứ nhất, những. Từ em học sinh ở đây đó là danh từ, nhưng em để chỉ cái gì? À, khái quát loại thể, cho nên mình em ở đây. Và học sinh là chỉ đối tượng cụ thể, học sinh. Và cuối cùng, chăm ngoan ở đây nó chỉ đặc điểm của các em học sinh, chăm ngoan. Và cuối cùng ở đây có từ ấy là nó xác định vị trí của sự vật trong không gian và thời gian.
Như vậy là chúng ta đã có một cái cụm danh từ mang đầy đủ cái phần cụm trước, phần trung tâm và phần cụm sau. Và lưu ý với các bạn, để xác định một cụm danh từ thì các bạn hãy xác định cho cô cái phần trung tâm đầu tiên. Sau đó thì các bạn mới xác định cho cô cái phần phụ trước này, phần phụ sau của danh từ, của cái cụm danh từ ấy. Và như vậy là cô trò chúng mình đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong về cụm danh từ. Về nhà các bạn đọc lại cho cô các chú ghi nhớ ở trong sách giáo khoa này, làm cho cô các bài tập trong tờ phiếu bài tập và chuẩn bị trước cho cô bài lần sau. Cảm ơn các bạn.